Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là điểm giao đường DI4A với lại đường NI18. Ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây là đường NI18 này. Đường NI18 này là đường nhựa, thông thẳng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đường này đường thông dài, đường chính ở cái khu này đấy. Đường đẹp. Lô góc quả mọc. Nhưng mà quây lưới rồi. Quây dây thép gai rồi. Còn cái đường này là đường DI4A. Đường này thì đường xương cá, đường này thì ngắn lắm. Đấy, đến cái ô tô kia, đến cái ô tô ở dưới kia là hết đường rồi, là gặp cái đường khác rồi. Lô góc bên đây thì vẫn để trống. Nhưng vị trí đất rất chi là đẹp. Trên này có cái nhà như cái hội trường bỏ hoang đấy, nhà hoang đấy nha. Đây này đấy, cái nhà mà nó cao cao này đấy, cái nhà thẳng màn hình tay vị trí như cái hội trường ấy, nhà bỏ hoang ấy, nhà ấy ở cái khu công nghiệp này nó có từ lâu rồi chứ không phải của nhà dân đâu. Nhà trọ này. Đấy, nhà trọ này. Ở đây thì nhiều nhà trọ lắm. Thôi sẽ dừng video ở đây để tiếp tục cuộc marathon. Trân trọng cảm ơn các đồng chí